Yeah, trân trọng kính chào quý tổ con Chúa, trân trọng kính chào thánh. À, hôm nay chúng ta một lần nữa rất vui trở lại với nhau qua lời của Chúa. À, hôm nay chúng ta tiếp tục trong cái hành trình, hành trình xuyên suốt kinh thánh của chúng ta trong phục truyền lực lệ ký đoạn số 16. À, nguyện Chúa dùng lời Chúa để tiếp tục nuôi dưỡng chúng ta à, trong ơn và quyền của Chúa. À, tại đó chúng ta được trưởng thành và được gây dựng và nhận biết chúa ở trong đời sống của mình cảm ơn chúa rất là nhiều à, những gì chúng ta đọc ở trong cử ước đặc biệt những uh, cái hình ảnh uh, những cái lễ này lễ kia nó có những cái biểu tượng uh, mà chúng ta sẽ liên hệ ở trong tân ước uh, như những sách vừa qua mình đã đọc Hôm nay cũng tiêu chí đơn giản đó, chúng ta chỉ xuyên suốt cái hành trình của mình à, đọc lời của Chúa. Nếu chỗ nào Chúa cho chúng ta dừng lại được thì chúng ta dừng lại học hiểu với nhau. Còn nếu khó quá, à, chúng ta chưa đủ, à, à, chưa cần để hiểu thì Chúa cũng chưa cho chúng ta hiểu À, những gì Chúa cho chúng ta hiểu ngay trong tình trạng và thực tế cuộc sống mình hiện tại thì chắc chắn Chúa sẽ bày tỏ điều đó cho chúng ta để chúng ta biết áp dụng trong cuộc đời của mình. À, chúng ta hiệp ý cầu nguyện trước khi chúng ta đọc lời Chúa một lần nữa. Thưa Chúa, chúng con cảm ơn Ngài. Bây giờ chúng con đọc lời của Chúa. Chúa biết sự giới hạn của chúng con <laughs> và chúng con cần sự khôn sáng của Chúa như thế nào. Xin Chúa cho chúng con sống ở trong sự bày tỏ đó. Nguyện sự khôn sáng của Chúa tiếp tục soi sáng chúng con. Để mỗi một lần chúng con có cơ hội va chạm với lời của Chúa như thế này. Chúng con kinh nghiệm được sự bồng ẩm, sự dẫn dắt của Ngài. Và chúng con thấy rõ được tình trạng của chúng con, thấy rõ được công việc của Chúa, thấy rõ được những điều chúng con cần phải an năn, thấy rõ được những điều chúng con cần phải lợi, từ bỏ thấy rõ được những điều chúng con cần phải đeo đuổi và sống chết với nó xin chúa tiếp tục thương xót chúng con và làm ơn trên từng đời sống của chúng con chúng con vui mừng ngợi khen cảm tạ chúa rất là nhiều dâng phó tất cả chúng con ở trong sự thẩm viếng của chúa cầu nguyện cùng chúa bao nhiêu lời trong danh được chúa giêsu christ amen dạ yeah, chúng ta đọc lời chúa ở đây anh em hãy giữ lễ vượt qua cho Jehovah Đức Chúa Trời của anh em vào tháng Abib vì trong chín tháng Abib Jehovah Đức Chúa Trời đã đem anh em ra khỏi Ai Cập à, trong ban đêm à, như vậy là tháng Abib là tháng về sau này gọi là tháng à, Nisan đó à, tháng Nisan có nghĩa rằng là từ giữa tháng 3 cho đến tháng 4. À, cái tháng của người Ai Cập, người Do Thái nó lại nó đặc biệt lắm. cái tháng của họ bắt đầu tháng của họ là khoảng giữa tháng của của dương lịch mình. cho nên cái tháng tháng A là mình tính từ giữa tháng 3 cho đến giữa tháng tư. À, đó là tháng A của người 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 Do Thái hoặc là sau này gọi là tháng Nissan đó. À, tháng Nishana, tháng Nissan tháng A là cũng mà là một cả. Yeah. Thì uh, ngày lễ vượt qua Thì ai trong chúng ta cũng nhớ rồi đúng không Lễ vượt qua là tối ngày 14 Và rạng sáng ngày uh, 15 uh, Buổi chiều tối đó Là họ ăn vội vã Rồi họ vượt Họ đi ra khỏi xứ Egypto Cho nên uh, có cái lễ vượt qua Và ăn uh, của lễ rất là vội vã uh, Trong uh, cái đêm đó Rồi họ rời khỏi uh, Egypto để đi ra khỏi chỗ nô lệ đó à, ngày lễ vượt qua là ngày kỷ niệm cái sự giải cứu của Chúa à, à, ra khỏi cái à, ra khỏi cái cái sự cảnh nô lệ đó và con chiên được dùng ở trong lễ vượt qua đó chính là biểu tượng à, chính là biểu tượng của Đức Chúa Giêsu Christ là chiên con của Đức Chúa trời trở nên của lễ để cứu từng cuộc đời của chúng ta, để mang chúng ta ra khỏi cái cảnh nô lệ của tội lỗi của thế gian này. Cho nên đối với người Do Thái, ngày 14 tháng 3, ngày 14 tháng Abit, à, là hoặc là tháng Nisan, là cái ngày lễ đặc biệt của họ. À, đó là một ngày lễ lớn đối với người Do Thái, được gọi là lễ vượt qua và đối với chúng ta cũng vậy à, chúng ta cũng có cái ngày mình mình tin nhận Chúa tôi đề nghị quý vị chịu khó ghi nhớ cái ngày mình tin nhận Chúa bởi vì cái ngày đó mình kinh nghiệm một lần nữa là chính Chúa Giêsu Christ là Chiên Con để chết thay à, đã hy sinh cho tội lỗi chúng ta để cứu chúng ta ra khỏi cái chỗ nô lệ của tội lỗi đó vì vậy mọi cái mỗi lần mà chúng ta tới cái ngày kỷ niệm ngày ngày mình tin Chúa đó như là người do Thái kỷ niệm ngày lễ vượt qua vậy đó con chiên được sử dụng cho bữa tối đó chính là hình ảnh của Chúa Giêsu Christ là con chiên hy sinh cho từng cuộc đời của chúng ta để mang chúng ta ra khỏi cái ách nô lệ của tội lỗi của thế gian hiện tại này rồi tôi đọc lại nha anh em hãy giữ lễ vượt qua cho Jehovah Đức Chúa Trời của chúng ta vào tháng Abit. Tháng Abit là tháng Nisan. Tháng Nisan là từ tháng giữa tháng 2, tháng 3 và tháng 4. Cái mùa này là mùa mưa, mùa tiết ở ở bên Gia Thái. Mùa mưa, mùa ướt ở bên Gia Thái đó. Vì chính trong tháng Abit, Jehovah Đức Chúa Trời đã đem anh em ra khỏi Ai Cập và ban trong ban đêm hãy dâng sinh tế vượt qua lên cho Jehovah Đức Chúa Trời chúng ta từ trong bài chiên, bài dê hoặc bài bò của anh em tại một điểm à, địa điểm mà Jehovah Đức Chúa Trời sẽ chọn để dành ngài ngự tại đó quý vị đọc mình thấy đọc những đoạn trước đó mình thấy rằng là môi xe dặn rằng là những con chiên đầu lòng những con dê đầu lòng những con bò đầu lòng À, được biệt riêng ra dân cho Chúa đó là từ cái lễ kỷ đợi tới cái lễ này nè. em mang hết cái phần mười nè, để mang hết cái cái con 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 chiên đầu lòng nè, à, mang hết mấy cái đó đi lên trên đền thờ là để nơi cái địa điểm tại địa điểm nè mà Jehovah sẽ chọn, tức là lúc bây giờ còn ở bên kia sông Jordan, chưa đi qua chiếm xứ cho nên lúc bây giờ chưa có cái địa điểm mà sau này thì một lần nữa tôi nhắc lại cái địa điểm đó là đền thờ Jerusalem đó là nơi mà họ dân sự xây đền thờ và Chúa ngự tại anh Chúa ngự tại đó. Cho nên mỗi năm á thì dân sự của Chúa ít nhất có ba lần trở về Jerusalem nhưng một trong những cái lễ lớn đó là cái lễ mà lễ vượt qua này thì ai cũng phải về à, để dự lễ vượt qua này mang hết những con đầu lòng đó tại vì à, khi khi cái lễ vượt qua này à, là là cái tai vạ cuối cùng là tất cả những con đầu lòng à, từ người đến xuất vật đều sẽ bị giết hết à, bởi vì à, vua Ai Cập đã chống lại à, cái cái điều mà Chúa yêu cầu ông à, thực hiện nên uh, ông chống lại Chúa bởi vì thế mà tất cả con đầu lòng đều, đều bị tiêu diệt hết. Chỉ ngoại trừ con đầu lòng của người Do Thái thì không bị gì hết mà thôi. Vì vậy sau này người Lê Vi thay thế tất cả những con đầu lòng đó. Chúa chọn người Lê Vi thay thế. Và và từ cái lúc mà Chúa chọn người Lê Vi thay thế đó. Thì uh, dân sự của Chúa tất cả những gì mà thuộc về đầu lòng nếu à, mình sanh ra một đứa con trai đầu lòng thì mình sẽ thay thế đứa con trai đó bằng một cái con 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 thú vật nào đó để làm tế lễ À, và nếu con trong, trong súc vật mà sanh ra một con đực đào đạo lòng mà được uh, vẫn nguyên vẹn không tì vít không bệnh tật gì thì giữ cái con đó làm của lễ uh, cho đến năm sau cho đến ngày lễ vượt qua là mang đi lên trên đền thờ dân nó cho chúa mà cái con đó là không được cạo râu không uh, không được uh, không được bắt nó cày không bằng bắt nó làm việc gì cả Biệt riêng nó ra thánh cứ nuôi nó cho đến ngày lễ vượt qua thì mang lên trên đền thờ để dân làm tế lễ thì rồi à, sử dụng con con đó cái tế lễ đó để vừa vừa dân cho Chúa vừa dân cho thầy tế lễ rồi người Lê Vi và chính à, gia đình của cái người có cái tế lễ đó cùng dự phần ăn cái của lễ đó trước mặt Đức Sê-hô-va. như là một bữa yến tiệc là À, gọi là sống ở trong sự hiện diện của Chúa và đối với dân sự của Chúa lúc bây giờ đó là những cái kinh nghiệm phước hạnh. Vì vậy cái con dê thì cũng không được cạo lông, à, cắt lông mà nếu con bò thì cũng không, không bắt nó đi làm gì cả cày cấy cuốc gì cả nó biệt riêng hết những cái đó ra cho chúa và nếu mà xa quá mà không bất tiện không đem được thì đổi mấy con đó ra thành thành bạc thành tiền để mang cái cái số tiền đó đi lên đền thờ mua những con tè con sinh tế đẹp đẽ trên đó để dân làm tế lễ cho nên uh, đến cái chỗ này à, cái chỗ mà mình đi nghe lặp đi lặp lại hôm nay đó là đi sẽ đem đến một cái địa điểm thì lúc bây giờ chưa có nhưng à, dân sự của Chúa sẽ vào đó và sẽ có một địa điểm rồi tiếp tục không ai được ăn à, tế lễ đó với bánh có men trong 7 ngày anh em sẽ ăn bánh không men và bánh à cái bánh không men tức là à, bánh hoạn nạn vì anh em đã vội vàng ra khỏi Ai Cập để trọn đời anh em nhớ đến ngày mình ra khỏi Ai Cập à, trong 7 ngày đó anh em không được à, có men ở trong nhà anh em cũng không à, à, không được có men trong nhà anh em cũng như trên khắp lãnh thổ À, thịt sinh tế mà anh em đã dâng vào buổi tối thứ nhất cũng không được để đến sáng hôm sau anh em cũng không được dân sinh tế à, vượt qua trong bất cứ thành nào mà Jehovah Đức Chúa Trời đã ban cho anh em nhưng chỉ tại địa điểm mà Jehovah Đức Chúa Trời của anh em sẽ chọn để danh ngài ngự. Tại đó anh em phải dâng tế lễ vượt qua vào buổi tối khi mặt trời lặn là thời điểm anh em ra khỏi Ai Cập. Quý vị nhớ đó. Anh em phải nấu thịt sinh tế và ăn tại địa điểm mà Jehovah Đức Chúa Trời anh em sẽ chọn rồi sáng hôm sau trở về trại mình. Trong 6 ngày anh em phải ăn bánh không men và đến ngày thứ bảy sẽ có một buổi lễ trọng long trọng cho Jehovah Đức Chúa Trời của anh em. À, anh em không được làm bất cứ việc gì trong bảy ngày đó cả. Dự lễ tiệc à, dự lễ vượt qua trong bảy ngày à, từ ngày 14 đến ngày 21 và trong cái lễ vượt qua đó thì à, thì phải có 7 ngày nữa để dự ăn bánh không men. À, trước đó 7 ngày thì anh em à, dân sự của Chúa phải dọn sẹp dọn dẹp hết trong nhà, không có chút men. Người do thái về sau này đó, mỗi tới lễ vượt qua là họ đi tìm, lục hết trong nhà, không có một chút men nào cả. Dầu chút một bụi chút men nó rớt xuống dưới đất, họ cũng trách đèn họ đi tìm họ lấy họ, họ dọn sạch ra cho nên cái hình ảnh đó cho chúng ta thấy rằng là cái trước khi dự lễ vượt qua dân sự của Chúa sửa soạn phải nói là sửa soạn tấm lòng và chúng ta cũng vậy chúng ta cũng sửa soạn à, để có một cái thì giờ kỷ niệm cái ngày mà mình bước ra khỏi mình được giải cứu ra khỏi ai cập của thuộc linh của mình hay giải cứu ra khỏi những ngày tội lỗi của mình đó. Người Do Thái họ trân quý cái điểm này lắm. Cái ngày được giải cứu ra khỏi Ai Cập lắm. Mà điều đáng tiếc là con dân Chúa ngày hôm nay mình không có trân quý cái ngày mình tin Chúa. Cái ngày mình ra khỏi xứ cái xứ nô lệ của tội lỗi đó. Mình không trân quý điều đó và trước khi đến cái ngày đó dân sự của chúa phải nói rằng là dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ không có tí men nào ở trong nhà và đây là hình ảnh tôi ước ao rằng là tất cả chúng ta đều tìm kiếm cái chỗ này dọn dẹp đời sống của mình sạch sẽ đến nỗi mà không có một chút men nào của đời này đã dính líu ở trong đời sống của mình đó là cái thái độ cái tâm tình mà chúng ta biết ơn về sự cứu rỗi mà Chúa đã hy sinh cho chúng ta. Chúa Giêsu Christ là con chiên để hy sinh cho chúng ta để cứu chúng ta ra khỏi những ngày đen tối của đời này. Cho nên nếu chúng ta không biết ơn Chúa về những ngày mình sống ở trong đấng Christ thì đó là một sự mất mát thiệt thòi đối với riêng mình. Nhưng đối với Chúa đó là một sự kinh thường, một sự coi thường Chúa à, không chấp nhận được. Vì vậy chúng ta nên kỉnh kiền một chút nhờ ơn Chúa nhận biết được những việc cần thiết, quan trọng nào đó ở trong đời sống của mình. Nhất là những cái ngày mà mình tin Chúa. Cái ngày mình tin Chúa. Hoặc là cái ngày báp tem của mình đó. Nhớ những ngày đó. Để làm gì? Để mình biết ơn Chúa. Và mình trân quý cái sự cứu chuộc. Và sự hy sinh của Chúa cho mình. Còn nếu không mình sẽ trợt trợt lắm. Mình sẽ hơi hợt lắm. Mình không có thấy được cái tầm quan trọng. Đối với Chúa thì. Và dân sự của Chúa rất quan trọng cái ngày ngày rất quan trọng ở trong à, ở trong cái 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 sinh hoạt tâm linh của mình trong 7 ngày trong 6 ngày anh em phải ăn bánh không men và đến ngày thứ bảy anh em phải có một lễ trọng cho Jehovah Đức Chúa Trời nên trong 7 ngày dự lễ vượt qua đó thì không có men gì hết trơn à nên trước đó thì mình nên dọn dẹp sạch sẽ những cái men ở trong đời sống của mình tìm ra những cái men nào đó nó còn lại trước khi mình giữ lại vượt qua đó là cái hình ảnh thứ nhất cái hình ảnh thứ nhì ở trong câu chính trở đi đó là anh em phải tính 7 tuần bắt đầu tính 7 tuần kể từ thời điểm anh em mang liềm ra gạt lúa rồi anh em sẽ giữ lễ các tuần cho Jehovah Đức Chúa Trời anh em và tự tay dân lễ vật tình nguyện tùy theo phước lành mà Jehovah Đức Chúa Trời ban cho anh em. Anh em hãy cùng với con trai, con gái, tôi trai, tớ gái, anh em, người Lê Vi ở trong thành, người khách lạ, cả kẻ mồ côi, người quá bụa ở giữa anh em. Vui vẻ giữ lễ tại địa điểm mà Jehovah Đức Chúa Trời sẽ chọn danh ngài ngự tại đó phải nhớ rằng anh em à, đã từng làm nô lệ và tại Ai Cập và phải cẩn thận làm theo các mệnh lệnh của ngài à, đây là một cái lễ trọng nữa trọng đại nữa ở trong đối với người Do Thái À, cho nên cái ngày này, cái lễ cắt tuần này đó, đây là biểu tượng của lễ ngũ tuần ở trong cái thời tân ước của chúng ta đó. Ngày hôm nay mình gọi lễ ngũ tuần, ngày thời điểm của này đó thì gọi là lễ cắt tuần. Cho nên cái ngày lễ này dân sự của Chúa cũng từ đâu đó cũng kéo về lại ở tại cái nơi mà Chúa sẽ chọn tức là về sau này được chọn ở Jerusalem cho nên ngoài cái lễ vượt qua họ kéo về họ trở về lại Jerusalem để dự lễ vượt qua thì đến cái lễ ngũ tuần họ cũng kéo về để họ giữ lễ vượt qua tại đó nữa rồi cái đó là lễ thứ nhì còn tới một cái lễ nữa là gì à, lễ liều tạm đây là cái lễ mà À, giúp cho dân sự của Chúa nhớ lại những ngày mình ở trong liều 40 năm ở trong liều tạm ở trong đồng vắng cái cuộc hành trình lang thang ở trong đồng vắng của họ đó cái lễ này là biểu tượng cho một cái cái hành trình của chúng ta từ đây đến đi vào trong thiên đàng vinh hiển mà Chúa sẵn sàng cho chúng ta đối với dân sự của Chúa mỗi lần kỷ niệm lễ liều tạm thì đối với chúng ta là chúng ta đang nhớ lại cái hình ảnh chúng ta đang ở trong cái hành trình đi vào đất hứa thiên đàng mà Chúa đã sắm sẵn sàng cho chúng ta. Ở trong câu 13 trở đi như sau. Sau khi thu hoạch hoa lợi từ sân đạp lúa và hầm ép rượu, anh em phải giữ lễ liều tạm trong 7 ngày. Suốt trong kỳ lễ, anh em, con trai, con gái, tội trai, tớ gái, người lê vi, khách lạ, cả mô côi, người quá bùa phải vui vẻ giữ lễ đó. Trong 7 ngày, anh em phải giữ lễ đó cho Đức Giê-hô-va tại địa điểm mà Giê-hô-va sẽ chọn vì Giê-hô-va, Đức Chúa Trời, anh em sẽ ban phước cho mùa màng cùng công việc của tay anh em làm, anh em sẽ vui vẻ, vui mừng, trọng vẹn. ba cái kỳ lễ mà họ phải trở về lại cái địa điểm mà cần phải à, cái địa điểm mà cần phải à, dự lễ đó lễ vượt qua lễ ngũ tuần và lễ liều tạm à, lễ lễ các các tuần là hình ảnh của lễ ngũ tuần của chúng ta ngày hôm nay à, lễ vượt qua là biểu tượng cho đấng Christ và chiên con của à, chính Chúa là chiên con hy sinh cho chúng ta và lễ à, liều tạm là biểu tượng để chúng ta nhắc chúng ta nhớ rằng chúng ta đang ở trong cái hành trình đi trên cái đường vào vương quốc của chúa đã sắm sẵn cho mình cho nên ở trong từng cái, à, cái lễ như vậy nó có một cái sự nhắc nhở riêng tư cho dân sự của ngài chúng ta cảm ơn chúa chúa đã chết cho chúng ta hy sinh cho chúng ta và ban cho chúng ta có những cái kinh nghiệm ở trong ngày lễ ngữ tuần là Chúa Thánh Linh giáng lâm và khi Chúa Thánh Linh giáng lâm, Chúa ban phước cho chúng ta và Chúa hình thành nó khỏi thánh của Chúa và Chúa từ đó Chúa bắt đầu dẫn dắt chúng ta đi trong cái hành trình này. Cho nên lễ vượt qua lễ các tuần và lễ liều tạm luôn là hình ảnh nhắc nhở chúng ta chúng ta được cứu ra khỏi những ngày tội lỗi và được thánh linh của Đức Chúa Trời giáng xuống và tiếp tục đồng hành với chúng ta ở trong cái hành trình này và chúng ta đang đang gì và ngài đang cùng chúng ta đồng hành trong cái hành trình đức tin này để đi vào ở trong vương quốc của Chúa hiện bây giờ chúng ta còn đang ở trong cái hành trình này chúng ta đang đi vào trong cái nơi mà Chúa hứa và Chúa sẵn sẵn cho chúng ta Đối với dân sự của Chúa là họ đi vào cái miền đất hứa đó. Nhưng mà đối với chúng ta ngày hôm nay chúng ta đang đi vào ở trong cái cái lãnh thổ thuộc linh mà Chúa sắm sẵn cho chúng ta. Mặc dầu bây giờ chúng ta đang ở trong đấng Christ, nhưng chúng ta đang ở trong cái hành trình để đi vào quê hương tốt hơn mà Chúa đã sắm sẵn cho chúng ta khi Ngài thân thiên Ngài trở về. Ngài sẽ trở lại đem chúng ta đi. Ngài ở đâu chúng ta ở đó. Hiện bây giờ mặc dầu Ngài ở đâu chúng ta ở đó có nghĩa hiện bây giờ bởi đức tin chúng ta ở trong Đấng Christ. Nhưng tới một cái thời điểm mà Chúa sẽ phải trở lại đem cả thể xác và linh hồn của chúng ta, tâm linh của chúng ta được biến hóa ở trong một cái thân thể không còn hư nát nữa để bước vào trong vinh quang của Chúa và ở trong trời mới và đất mới với Ngài. Hiện bây giờ chúng ta vẫn còn đang ở trong cái sự cái hành trình đi vào vùng đặc hứa của mình. Vì vậy, chúng ta cầu nguyện nhiều. À, cho chúng ta cứ liên tục biết ơn Chúa, sống nhìn chăm xem Chúa để đi từng bước một trong cái hành trình đặc biệt này. Và cuối cùng ở trong cái đoạn 16 này cho chúng ta một vài cái cái hình ảnh như sau. Để chúng ta đọc thử coi đoạn câu 16 trở đi nè. Mỗi năm ba lần, người nam đều phải trình diện Jehovah Đức Chúa Trời của anh em tại địa điểm mà ngài sẽ chọn. Tức là mỗi năm ba lần mỗi người nam đều phải trở về cái địa điểm đó, tức là đền thờ Jerusalem đó. Đó vào những cái dịp bánh không men lễ các tuần nè lễ liều tạm nè lễ bánh không men tức là lễ à, lễ vượt qua đó. Ở à, trong lễ vượt qua đó thì 7 ngày ăn bánh không men. Đó. À, cho nên à, chúng ta ba cái dịp lễ này bánh không men lễ cắt tuần lễ ngụ tuần lễ liều tạm là kỷ niệm những ngày lang thang trong đồng vắng đó cái hành trình lang thang trong đồng vắng thì ba cái ngày lễ này những người nam mọi người nam đều phải trở về Jerusalem để trình diện người ta sẽ không trình diện Dê Đức Jehovah với hai bàn tay trắng có nghĩa là đi về không trình diện với hai bàn tay trắng nhưng đem tất cả những của lễ mà à, đã sắm sẵn mà suốt một năm đã chuẩn bị đó đem đi rồi nhưng mỗi người sẽ mang theo khả năng à, khả năng mà dân hiến tùy theo phước hạnh mà được chúa trời ban cho mình ban cho anh em à, trong suốt một năm đó chúa ban cho những gì tới cái thời điểm cần phải đi à, tới thời điểm của à, lễ bánh không men hay lễ vượt qua đi thì có bao nhiêu mang đi tới ngày à, thời điểm của lễ ngũ tuần chúa ban phước bao nhiêu mang đi tới ngày lễ liều tạm chúa ban phước bao nhiêu mang đi điều đó để dâng cho chúa rồi à, đó là à, ba mỗi năm ba lần hy vọng rằng là mình mỗi năm mình có ba lần mình trình diễn cách này ở trong những ngày tiên chúa của mình ha à, có thể rằng là ngày tiên chúa của mình à, lễ bánh không men rồi lễ các tuần là mình có thể gọi là mình có thể chọn là lễ bắp tem mình kỷ niệm cái ngày lễ bắp tem của mình cũng được rồi à, rồi mình có thể chọn một ngày nào đó để mình kỷ niệm cái ngày để nhắc nhở mình lễ liều tạm là mình kỷ niệm cái ngày nhắc nhau là mình còn đang đi ở trong cái hành trình đức tin này để trở về quê hương của quê hương mà chưa sắm sẵn. À, mỗi lần như vậy thì mỗi lần mình trình diện như vậy thì mình có một cái lễ gì đó đặc biệt mình làm như vậy năm ba lần thì phải nói là mình giữ mình ở trong cái cái tinh thần của cái sự tươi mới của đức tin của mình hàng ngày không biết mình có nên làm như vậy không nhưng mà nếu có thể làm được tôi đề nghị mình nên làm cái điều này ở trong đời sống riêng tư của mình mình chia tháng một năm ra làm bốn lần ba à, tháng đầu mình làm lễ không men hay lễ vượt qua 3 tháng kế tiếp là mình làm lễ cắt tuần hay lễ ngủ tuần. À, 3 tháng kế tiếp nữa thì mình làm lễ liều tạm. Hoặc là mình chia năm ra làm 4, à, làm 3. Thì mình mình lấy 4 à, tháng. Tại vì mình lấy 3 tháng thì mình lấy 4. 4 tháng đầu có nghĩa là cuối tháng 4 cái mình làm cái lễ. Rồi à, cuối tháng 8 cái mình làm cái lễ. À, cuối tháng 12 Cái mình làm cái lễ à, Để ba cái lễ đó Nó nhắc nhở mình à, Từ ngày mình tin Chúa Cho đến ngày mình được Chúa dẫn dắt mình Thánh linh của Chúa Giáng Lâm Để dẫn dắt mình Rồi đến bây giờ Mình vẫn còn ở trong cái hành trình này Điều cảm ơn Chúa Xin Chúa tiếp tục dẫn mình đi Cái năm nào mình cũng kỷ niệm như vậy Chắc có lẽ đời sống tâm linh của mình Nó tươi mới lắm À, à, mình kỷ niệm như vậy thì không phải với hai bàn tay trắng nhưng mà Chúa ban phước cho mình từ tháng 1 cho đến tháng tháng tư Chúa ban phước cho mình cái gì vô gom lại cái đó để trình dân cho Chúa rồi từ tháng 5 cho đến tháng 8 thì trong vòng 4 tháng đó Chúa ban phước cho mình cái gì biệt riêng cái tốt nhất đó ra dâng cho Chúa rồi từ tháng 9 cho tới tháng 12 trong 4 tháng đó Chúa ban phước cho mình cái gì tốt nhất cho mình dâng nó lên cho Chúa à, tôi nghĩ đó là cách rất là tốt để mình mình được tươi mới ở trong đời sống tâm linh của mình rồi, à, cái phần cuối ở trong đoạn này là gì? câu 18. anh em phải bổ nhiệm thẩm phán và quan chức cho các bộ tộc trong các thành mà Jehovah Đức Chúa Trời sẽ ban cho anh em họ sẽ phân xử dân chúng cách công minh anh em không được làm sai lệch công lý không thiên vị không nhận hối lộ vì của hối lộ làm mù mắt cả khôn ngoan và xuyên tạc ý à, xuyên tạc lý lẽ của người công chính à hay quá phải không quý vị vì của hối lộ làm mù mắt cả khôn ngoan và xiên tạc lý lẽ của người công chính à, đúng quá ngày hôm nay mình nhìn vô cái xã hội hiện tại mình thấy thậm chí cả cái chuyện hối lộ này ngay ở trong giáo hội ngay trong tôn giáo cũng đầy à, các mục sư à, xin lỗi là đôi khi muốn muốn ở, muốn có một cái chỗ đứng nào đó trong giáo hội thì cũng phải hối lộ một chút xíu đáng buồn phải nói điều này nhưng điều đó nó thực tế nó xảy ra quà cáp quà cáp để để có cái chỗ nào đó tôi tiếc có thấy cái những mục sư bên mỹ này cần cù cực nhọc nhưng không có cái chỗ đứng nhưng các mục sư mà có tiền chút ấy à? họ có chỗ đứng nó vững lắm. <laughs> Đáng buồn phải nói điều đó, phải không? À, những mục sư mà có tiền chút là được trọng vọng hơn. Những mục sư mà nhậm nhằn à, lao động để à, bằng năng lực của mình, phấn đấu bằng năng lực của mình, bò bằng đầu gối của mình đi lên. Đó. Ồ, vừa ngôi lên, nó đạp xuống, vừa ngôi lên, à, không có cơ hội. Không có cơ hội. Cho nên à, hãy nói tóm lại là của hối lộ làm mù mắt kẻ khôn ngoan à, làm mù mắt thành phần lãnh đạo rồi cuối cùng dẫn đến một cái giáo hội à, nó không có cái sự à, sự công chính ở trong đó bởi vì sao của hối lộ làm mù mắt kẻ khôn ngoan và xuyên tạc lý lẽ của người công chính người công chính tự nhiên không còn không còn cái lý lẽ của họ không còn công chính nữa bóp bên mày nặng bên kia hay là xuyên tạc cái này hay là uống cái kia để dường như có cái vẻ công chính ngay thẳng nhưng thật ra nó không có cái đó cho nên à, mình cầu nguyện nhờ ơn Chúa chỗ này nếu mà các đời tớ Chúa vô tình tôi không nghĩ quý vị sẽ nghe đến chỗ này đâu nhưng mà nếu chúng ta ở đâu đó mà tự nhiên Chúa nhắc nhở mình cái khía cạnh này thì nên ăn năn đi. Chứ bởi vì những cái này nó không có đẹp lòng Chúa bao giờ. Ngày hôm nay mình có thể qua mắt, mình có thể che đậy. Nhưng mà mình không thể nào à, xa hơn được đâu. Tới một giai đoạn nào đó thì mọi thứ nó cũng sẽ rõ ràng ra thôi nên vì kẻ hối của hối lộ này nó cũng sẽ làm hư bột hư đường hết cũng không kết quả gì câu 20 anh em phải theo đuổi công lý và chỉ có công lý mà thôi đó là cái của mình đó. cầu nguyện để chú cho mình theo đuổi công lý và chỉ có công lý mà thôi để anh em được sống và nhận lấy sứ mà Jehovah Đức Chúa Trời ban cho anh em nếu họ không đeo đuổi cho công lý thì họ sẽ không có à, được tiếp tục sống Để rồi được nhận lãnh Cái xứ sở chú ban cho à, Ngày hôm nay thì khác một chút phải không Ngày hôm nay thì mình à, có thể à, Vẫn à, gọi là Có đầy đủ hết mọi sự Không ai làm gì mình hết Không những không chết Mà còn được hưởng xứ nữa <laughs> Nhưng mà Nhưng đáng tiếc thầy à, cái xứ mà được nhận lãnh đó nó không phải là xứ mà Đức Giê-hô-va ban cho nhưng mà cái xứ do con người ban cho do của hối lộ mang lại đó là một cái đau lòng nhưng mà nó là một thực tế mình phải nhìn nhận nó và mình phải sống với nó thôi không biết khi nào chúa cho phép những cái chuyện này nó chấm dứt tôi tin rằng sự công lý sự công chính của chúa chắc chắn sẽ đến ngày sẽ đến thời điểm đó nhưng mà nó là thời điểm của chúa chứ nó không phải thời điểm của mình đôi khi mình nóng lòng quá thì đôi chính mình cũng trở nên bất công chính mình cũng trở nên có những ý tưởng không còn công lý nữa À, vì vậy mình cầu nguyện nhờ ơn Chúa Mình chỉ phải đuổi, đeo đuổi công lý Và chỉ có công lý mà thôi Cứ thế mà đi tới Còn chuyện gì khác Để đó Chúa có cách của Ngài Tôi thường nói như vậy Và mình phải sống như vậy Chứ không thể nói mà không, không tin như vậy Có 21 Anh em không được dựng Trụ thờ bằng gỗ Để thờ thần a bên cạnh bàn thờ mà anh em sẽ lập cho Jehovah Đức Chúa Trời của anh em cũng không được dựng một trụ thờ bằng đá nào vì Jehovah Đức Chúa Trời của anh em ghét các thứ ấy cẩn thận ở trong cái sự thờ phượng thờ phượng của à, của dân sự Chúa của chúng ta à, mình thì chắc có lẽ không dựng trụ thờ thần tượng gì đâu ha nhưng mà đâu đó mình cũng có một vài cái hình ảnh thần tượng nào đó nó chiếm hữu đời sống của mình nó lấy đi thì giờ của mình mình cũng nói cái chuyện thần tượng này nhiều rồi nên mình cũng không cần phải lặp đi lặp lại chỗ này nữa lời Chúa một lần nữa nhắc lại cho chúng ta ở đây thì chúng ta nhớ rằng trong đời sống của chúng ta có những thần tượng nào từ ma môn cho đến uh, ma quỷ, uh, ma tiền, ma dục, ma ma vật chất, rồi gì đó. Uh, ma ma sống, ma sống ý tôi muốn nói có những con người mình thần tượng, này. thì uh, xem lại có những cái trụ thờ nào không, Có trụ bằng đá, trụ bằng gỗ có những cái lập luận triết lý của đời này có những triết lý dường như nó rất là sang trọng nó rất là mạnh mẽ chắc chắn có thể bằng gỗ và có thể bằng đá những triết lý những sự dạy dỗ mớ à, nhiều thứ của đời này mình không nên đem những cái đó vô cảnh bên bàn thờ của chúa Bàn thờ của chúa là chúng ta đang mang đây đừng mang nó vô trong tâm trí mình những gì thuộc về đời này dầu quan điểm đó nó có vững chắc như thế nào đối với thế gian này đi nữa thì nó không liên quan gì đến với chúa cả bởi vì nó thuộc cái dạng bị hủy diệt nó đã được biệt riêng cho cái sự hủy diệt rồi còn những gì không biệt riêng cho sự hủy diệt thì mình mang vào đời sống của mình còn những gì đã biệt riêng ra khỏi cho sự hủy diệt rồi thì đừng đụng đến nó nữa nếu một khi chúng ta đụng đến nó mà chúng ta mang nó vào đời sống của mình thì chính mình sẽ trở nên bị hủy diệt vì vậy những cái gì của đời này những cái trụ thờ bằng gỗ của đời này đừng mang nó vào những cái nền tảng vững chắc triết lý hay là cái sự hay ho gì đó của đời này Tất cả những điều đó cũng dành cho sự hủy diệt mà thôi. Đừng mang nó vô. Đừng để bên cạnh bàn thờ của Chúa. Bàn thờ mà Chúa lập, Chúa đã lập để chỉ tôn thờ một mình Ngài mà thôi. Đừng mang cái thứ khác vào. Bởi vì Chúa của chúng ta là đấng ghét những thứ ấy. Hãy nhận biết điều đó mà cẩn thận trong cuộc sống của mình. Mình đọc lại và mình cầu nguyện với nhau anh em hãy giữ lễ vượt qua cho Jehovah Đức Chúa trời của chúng ta vào tháng Abib vì chính trong sáng Abib Jehovah Đức Chúa trời đã đem anh em ra khỏi ai cập ban đêm trong ban đêm hãy dân sinh tế à, vượt qua hãy dân sinh tế lễ vượt qua cho Jehovah Đức Chúa trời chúng ta từ trong bài chiên bài dê bài bò của anh em tại địa điểm mà Jehovah Đức Jehovah sẽ chọn để dành ngày ngự tại đó không được ăn tế lễ đó với bánh có men trong 7 ngày anh em sẽ ăn bánh không men là bánh hoạn nạn vì anh em đã phải vội vã ra khỏi Ai Cập. Để trọn đời anh em nhớ đến ngày mình ra khỏi Ai Cập. Là nhớ để trọn ngày anh em nhớ đến ngày anh em ra khỏi Ai Cập để trọn đời chúng ta nhớ đến ngày chúng ta được cứu ra khỏi thế gian tội lỗi này. Câu số 4, trong 7 ngày đó anh em không được có men ở trong nhà, anh em cũng nên đi khắp lãnh thổ. Cũng như trong khắp lãnh thổ có nghĩa rằng là từ trong nhà cho đến cả lãnh thổ không có một tí men nào hết. Wow, đây là điều mà chúng ta cần phải nhận thấy. Ngày hôm nay thì nhà cũng có men của đời này, Đời sống cũng có men của đời này, mà cả lãnh thổ thì đầy men của tội lỗi. Chúng ta thấy điểm này rất là kinh hoàng. Ngay ở trong nhà thờ cũng đầy men của tội lỗi. Điều xót xa, nhưng mà chúng ta cầu nguyện để Chúa nâng đỡ mình ở tại chỗ này. thịt sinh tế mà anh em đã dâng vào buổi tối ngày thứ nhất, không được để đến sáng hôm sau. Anh em cũng không được dân sinh tế vượt qua trong bất cứ thành nào mà Jehovah Đức Chúa Trời đã ban cho anh em. Nhưng chỉ tại địa điểm mà Jehovah Đức Chúa Trời anh em sẽ chọn để danh ngài ngự. Tại đó anh em phải dân tế lễ vượt qua và buổi tối khi mặt trời vừa lặn là thời điểm anh em ra khỏi Ai Cập. Anh em phải nấu thịt sinh tế và ăn tại địa điểm mà Jehovah Đức Chúa Trời anh em sẽ chọn rồi sáng hôm sau trở về trại mình. Trong 6 ngày anh em phải ăn bánh không men và đến ngày thứ bảy sẽ có buổi lễ long trọng cho Jehovah Đức Chúa Trời của anh em. Anh em không được làm bất cứ việc gì trong các ngày đó. Anh em phải tính 7 tuần, bắt đầu tính 7 tuần kể từ thời điểm anh em mang liềm ra gặt lúa rồi anh em sẽ giữ các tuần lễ à, rồi anh em sẽ giữ lễ các tuần cho Jehovah Đức Chúa Trời anh em và tự tay dân lễ tự nguyện tùy theo phước lành Jehovah Đức Chúa Trời ban cho anh em anh em hãy cùng với con trai, con gái, tôi trai, tớ gái, anh em, người Lê Vi ở trong thành, người khách lạ, kẻ mồ côi và người quá bụa ở giữa anh em vui vẻ dự lễ tại địa điểm mà Jehovah Đức Chúa Trời sẽ chọn dành cho danh Ngài ngự tại đó. Phải nhớ rằng anh em đã từng là nô lệ tại Ai Cập và phải cẩn thận làm theo các mệnh lệnh này. Sau khi đã thu hoạch hoa lợi từ sân đạp lúa và hầm ép rượu, anh em phải giữ lễ liều tạm trong 7 ngày. Suốt trong kỳ lễ, anh em, con trai, con gái, tôi trai, tớ gái, anh em, người Lê Vi, khách lạ, cả mồ côi và người quá bụa phải đều vui vẻ mà giữ lễ đó. Trong bảy ngày anh em phải giữ lễ này cho Jehovah Đức Chúa Trời anh em tại địa điểm mà Jehovah Đức Chúa Trời sẽ chọn vì Jehovah Đức Chúa Trời anh em sẽ ban phước cho mùa màng cùng mọi công việc tay anh em làm và anh em sẽ vui vẻ, mà vui mừng trọn vẹn. Mỗi năm ba lần, mọi người nam đều phải trình diễn Jehovah Đức Chúa Trời của anh em tại địa điểm mà Ngài sẽ chọn đó là vào dịp lễ bánh không men lễ lễ các tuần lễ liều tạm người ta sẽ không trình diện Jehovah Đức Chúa Trời với hai bàn tay trắng nhưng mỗi người sẽ theo khả năng và dân hiến tùy theo phước hạnh mà Jehovah Đức Chúa Trời của anh em ban phước cho anh em anh em phải bổ nhiệm những thẩm phán quan chức cho các bộ tộc trong các thành mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời sẽ ban cho anh em họ sẽ phân xử dân chúng cách công minh. Anh em không được làm sai lệch công lý, không thiên vị, không nhận hối lộ vì của hối lộ làm mù mắt cả khôn ngoan và xuyên tạc lẽ thật lý lẽ của người công chính. Anh em phải theo đuổi công lý và chỉ có công lý mà thôi để anh em được sống và nhận lấy sứ mà Jehovah Đức Chúa Trời anh em ban cho anh em. Anh em không được dựng trụ thờ bằng gỗ để thờ thần Asera bên cạnh bàn thờ mà anh em sẽ lập cho Jehovah Đức Chúa Trời của anh em cũng không được dựng một trụ thờ bằng đá nào vì Jehovah Đức Chúa Trời của anh em ghét những thứ ấy. Thưa Chúa, chúng con rất là vui. Cảm ơn Ngài một cơ hội nữa. Chúa dạy chúng con vài điều ở trong À, phục truyền lực lệ ký đoạn số 16 này. Xin Chúa thương chúng con, tha thứ cho. Những ngày chúng con không tìm kiếm sự công bình và không đeo đuổi công lý và chỉ có công lý mà thôi. Chúa ơi xin Ngài thương xót mặc dầu chúng con là những người tiến Chúa, những người hầu việc Ngài. Chúa ơi con cầu xin Chúa Thánh Linh một lần nữa nhắc nhở chúng con. Chúa nâng đỡ chúng con, Chúa ban chúng con mềm mại hạ mình trước ngôi thi ân của Ngài để chúng con đeo đuổi công lý và chỉ có công lý mà thôi. Ôi Chúa tất cả những gì của hối lộ sẽ làm mù mắt cái khôn ngoan và làm cho công đi không còn làm xuyên tạc đi lẽ lý lẽ của người công chính. Xin Chúa cứu chúng con. Cảm ơn Cha rất là nhiều lạy Đức Chúa Trời yêu dấu của chúng con. Cầu nguyện xin Chúa thương. Chúa cho chúng con nhớ được ba cái kỳ lễ quan trọng của dân sự Ngài. Và đó cũng là những kỳ lễ quan trọng của đời sống của chúng con. Chúa xin Chúa cứu chúng con để chúng con luôn nhớ là chính trực đấng Christ là chiên con đã hy sinh cho chúng con trong ngày lễ vượt qua. Tức là ngày mà chúng con được giải cứu khỏi sự Ai Cập là tội lỗi cái thứ thế gian tội lỗi này. Chúa cho chúng con nhớ điều đó và luôn biết ơn Ngài. Bên cạnh đó, chúng con cảm ơn Ngài. Ngài đã giáng lâm. Thánh linh của Đức Chúa Trời đã giáng lâm vào ngày lễ ngũ tuần. Một lần nữa để ấn chứng cho chúng con rằng Ngài đồng hành với chúng con. Con cảm ơn cha rất là nhiều. Ôi Chúa, lễ các lễ liều tạm một lần nữa là một kỳ lễ để nhắc nhở chúng con. Vẫn còn đang trong cái hành trình tạm bỡ tại đất này. Rồi chúng con sẽ bước vào trong vương quốc đời đời của Ngài. Con cảm ơn Chúa những cái ba cái thời điểm này để nhắc nhở chúng con có một cái chu kỳ và trong chính trong cái chu kỳ đó chúng con phải được phải luôn giữ mình tồn tại ở trong đấng Christ. Để rồi chúng con sẽ bước vào nơi vinh hiển đẹp đẽ mà Chúa sắm sẵn cho chúng con ở trong Đức Chúa Giêsu Christ. Con cảm ơn Ngài rất là nhiều. Lạy Đức Chúa Trời yêu dấu của chúng con, Ôi Chúa con cầu nguyện xin Ngài thăm viếng dân sự của Ngài. Để chúng con cứ tiếp tục nhìn chăm xem Chúa. Để đi tới và cứ mỗi năm ba lần các người nam của chúng con. Ôi Chúa con đặc biệt cầu nguyện cho các người nam ở trong hội thánh của Chúa trong những gia đình. Con này xin Chúa Ngài thương xót để rồi những người nam này thật sự là những người nam gương mẫu ở trong nhà của Chúa. Cứ mỗi năm ra mắt Chúa ba lần. Và với những của lễ và sự ban phước của Ngài. Con cảm ơn cha thật là nhiều. Con dân phó tất cả chúng con. Trong sự sức giàu, trong sự thâm viên của Ngài. Nguyện chú cứu cho để chúng con không để những gì thần tượng của đời này. Có những cái dường như những trụ cột của đời này. Nó sẽ chiếm hữu đời sống của chúng con. Đôi khi chúng con lại góp phần xây dựng cho những cái trụ cột của ta thần đó. Những trụ cột triết lý sai lầm đó. Xin Chúa cứu để chúng con không góp phần xây dựng mà xin Chúa cho chúng con làm cho đền thờ của Chúa, bàn thờ của Chúa được lập ở trong đời tâm lòng của chúng con cứ mãi trong sạch và và chỉ dành cho một mình Ngài mà thôi. Con cảm ơn Cha rất là nhiều. Con dân phó tất cả chúng con ở trong sự thăm viếng của Chúa và cầu nguyện cùng Chúa bao nhiêu lời trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Trân trọng kính chào quý vị. Hẹn gặp lại quý vị đoạn số 17.